Em xin mến chào anh chị và các bạn yêu thích cây mai vàng. Hiện tại em đang có mặt tại chợ Hoa Xuân, huyện Long Thành, đêm 25 Tết. Anh chị mình thấy không khí chợ Hoa Xuân, huyện Long Thành, đêm 25 Tết ha, rất là đông. Bà con đi dạo chợ Hoa Xuân ban đêm rất là đông ha. À, đây là không khí đêm 25 Tết tại chợ Hoa Xuân, huyện Long Thành đó anh chị. Đây là không khí chợ Hoa Xuân, huyện Long Thành, đêm 25 Tết. Rất là đông anh chị. Người nối nhau đi ha. Ta đi đi dạo chợ Hoa Xuân ha. Rất là đông anh chị. Hôm nay là đêm 25 Tết chợ Hoa Xuân. Đó, người mua người bán rất là đông vui. Bên đó là gian hàng Mai Bình Định ha. Còn người nối đuôi nhau đi mua sắm bông hoa để đón chào năm mới ha anh chị. Rất là đông luôn ha anh chị. Không khí của chợ Hoa Xuân, huyện Long Thành rất là đông. Đó, những cô thôn nữ mặc áo dài đi chụp hình rất là đẹp ha. Nghẹt đường luôn á anh chị. Còn người đi nghẹt đường luôn. Cái này là người ta đi đi dạo ha. Ta đi dạo ta ngắm hoa. Được người đi ngắm chợ Hoa Xuân rất là đông anh chị. À, còn đây là khu vực trưng bày của em ha.
đông ha anh chị. Dòng người đua nhau đi ngắm chợ hoa xuân ha, quá đông, đông nghẹt đường luôn ha anh chị. Đây là những cây mai mai tàn lớn ha. Ổng giờ bận quá không có lên clip được, thường xuyên được. Ông dừng quay này mình lên luôn hả? Được rất là nhiều anh em. Đó anh chị mình thấy ha, không khí chợ hoa xuân của huyện Long Thành em rất là đông ha. Mới đêm 25 mà đông như thế này rồi hả anh chị? Còn đây là gian hàng mà bông giấy ha, cả những tác phẩm bông giấy bonsai cực kỳ đẹp ha anh chị. Đây là những cây hoa giấy Mỹ ha, hoa giấy Mỹ bonsai rất là đẹp. Ở đây là anh chủ bán hoa giấy ha. Cây đẹp, giá hợp lý. Tất cả những tác phẩm cực kỳ đẹp hết anh chị. Chủ vườn ngồi bán cây.
Thì giờ này bà con người ta đang đi dạo hả anh chị? Đi dạo chứ chưa có mua. Rất là đông ha. Đoàn người nối đuôi nhau. Người đi thì đông nhưng mà chưa có mua ha anh chị. Ở bên đó thêm một gian hàng bông giấy nữa ha. Phía bên đó thêm một cái gian hàng bông giấy. Thấy ha. Ngoài đó, 400 đồng. Lấy cho hết nha. Lấy cho bu luôn á. 400 đồng. Lấy cái xe luôn á.